ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Trời ơi, hát không hay mà vẫn vỗ tay giùm em nha quý vị nha. Quá trời rồi, biết sao không? Tại Minh Dự đang ở một nơi đầy nắng, đầy gió tại miền Tây, gần ngã bãi ở Hậu Giang. À, đây là điểm rất nổi tiếng nha quý vị nha. À, còn tại sao nó là ngã bãi thì một lát Dự sẽ nhờ người dân địa phương giải thích lại cho Minh Dự và quý vị nghe. À, chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hơn 10 tỉnh miền Tây của chương trình Miền Tây Lạ Lắm và Nghe. Phải nói là những địa điểm, những phong tục, tập quán, văn hóa, đồ ăn, thức uống ở miền Tây, phải nói Minh Dự đi diễn rất nhiều mà bản thân mình vẫn cảm thấy còn quá nhiều cái độc lạ, thú vị mà mình cần thưởng thức. Đó, nói chi khách nước ngoài, tôi nói ai đi chương trình Miền Tây Lạ Lắm mà nghe rồi cũng cảm thấy là phấn khởi, hào hứng, muốn đi nữa những tỉnh khác. Nhưng mà nhờ cái sự nhiệt tình này thì Minh Dự được chương trình ưu ái. Riêng hai tập ở Hậu Giang này, Minh Dự đi một mình, không đi với ai, khỏi giành giật, khỏi đồ ăn, thức uống, khỏi thử thách gì hết trơn, một mình tôi làm hết. Đó, thì ngày hôm nay tới Hậu Giang rồi, Minh Dự sẽ cho quý vị thấy những điều độc lạ gì đây. Đó có thể là những phong tục, những cái tập quán, những thói quen lâu đời mà có thể là thế hệ ông bà, cô bác, cha mẹ mình biết rành, nhưng mà thế hệ Gen Z, tức là khoảng 2K trở đi đó, mấy em không biết. Thì bây giờ Minh Dự sẽ cùng khám phá, ôn lại những thói quen tập quán đó cho quý vị biết là cái gì. Ví dụ như nấu ăn bằng bếp củi nè, rồi lấy củi nhúm lửa ra làm sao nè, rồi những món ăn gì mà họ nấu bằng cái bếp củi đó ngon như thế nào, thì hôm nay mình cùng tìm hiểu. Nhưng trước mắt mình đi kiếm ai mình hỏi tại sao nó có tên là ngã bảy. Tại nãy giờ đứng đếm á, chưa thấy đủ 7 ngã mà sao kêu là ngã bảy. Giờ mình đi tìm hiểu ha. Dạ chào anh. Chào em. Em nghe nói anh là chuyên hướng dẫn những cái đoàn du lịch xuống ngã bãi mình ăn chơi phải không? Đúng rồi. Dạ, anh giới thiệu mình cho bà con biết đi. Anh tên là Trung. Tên đầy đủ của anh là Tăng Thành Trung. Là nhân viên của một cái điểm du lịch tại ngã bãi. Thường thì mình dắt đoàn đi đâu anh? Ở ngã bảy thì anh sẽ dắt đi thứ nhất là di tích lịch sử cấp quốc gia, tức là Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam Bộ năm 1954. Thứ hai nữa là điều anh sẽ dắt đi tới bảy nhánh sông, một cái vị trí địa lý là cái bảy nhánh sông về bảy hướng khác nhau, nơi có cái bài hát Tình Anh Bán Chiếu rất là nổi tiếng. Và thứ ba nữa là anh sẽ dắt đi những cái nhà vườn, ở đây có vườn trái cây là vườn dâu, vườn chôm chôm, vườn măng cục, vườn bưởi, vườn sầu riêng. Trời ơi, đã vậy. Rồi rất là nhiều vườn. Và một cái điều nữa, và một cái điều đặc biệt nữa là tụi anh sẽ đưa khách vô tới một cái cơ sở tâm linh cũng rất nổi tiếng ở đây, đó là Đình Thần Phụng Hiệp. Với lại cho em hỏi nào giờ đúng là trong bài hát của anh Tình Anh Bán Chiếu đó, là ngã bãi đó rất là nổi tiếng. Nhưng mà nãy em đi lướt nghe em thấy, ủa em đếm 1, 2, 3, 4, 5 đâu đủ 7 ngã đâu, sao kêu là ngã bãi kỳ vậy? Ở đây á thì hồi nãy em đếm á là không đủ 7 ngã đúng. Tại vì đứng cái vị trí của em hồi nãy em đếm á là nó có 6 ngã, 5 ngã và nó có 1 ngã là ẩn, 2 ngã ẩn. Tức là vô đó nó sẽ tách ra làm 2, tức là 6 và 1 ngã ẩn ở trong. Tức là hồi nãy vị trí nãy đúng là 7 ngã đó. Dạ, tức là coi như 5 ngã chánh, 5 với 2 ngã phụ ở trong một ngã khác nữa. Nó ẩn vô. Là tổng cộng 7 ngã nha quý vị. Tại 2 ngã kia mình phải quẹo vô cái ngã còn lại mình mới thấy. Đúng rồi. Dạ. Cho em hỏi là 7 ngã này á là sông tự nhiên hay là những cái nhánh đó hồi xưa là mình đào? Thì 7 cái con sông này á là nó là 7 con kinh đào. Và 7 con kinh này á là ông bà ngày xưa á là đã có một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là dẫn thủy về nhập điền. Tức là dẫn nước về tưới tiêu đồng ruộng.
khi mà dẫn nước về tưới tiêu đồng ruộng á thì ông bà mới tạo một cái hệ thống sông như thế này. Và bảy cái ngã kinh, con kinh này là được đào từ năm 1901 cho đến năm 1914 là hoàn thành bảy con kinh. Dạ, coi như là cũng mang ơn ông bà mình đó, là nhờ vậy mới có cái điểm nổi tiếng ngã bảy ngày hôm nay. Dạ, tính ra đâu phải là nhiều cái thiên nhiên ưu đãi đâu, cũng do công sức con người làm ra để mới có cái ăn, đúng không anh? Đúng rồi. Với lại nếu mà nói tự hào về những cái phong tục tập quán văn hóa ngã bảy, mà khi khách nước ngoài, khách du lịch đã xa tới để anh giới thiệu, để ôn lại cái thời xa xưa, thì anh muốn giới thiệu cái gì? Ở đây thì có hai thứ là để thường thường anh đưa khách tham quan thì khách thường hay hỏi và tụi anh cũng hay thuyết minh. Thứ nhất là khi mà nhắc tới ngã bảy và tất cả những khách du lịch lớn tuổi thì người ta đều nghĩ tới một cái bài hát rất là nổi tiếng, đó là bài Tình Anh Bán Chiếu. Thì hôm rồi anh dẫn đoàn đi á thì có một cái chú đó cũng lớn tuổi rồi, thì chú dẫu dài, chú nói chung ơi, chú thích cái bài hát này 40 năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay là chú mới chính thức đi trên cái dòng sông ngã bảy này. Và có một cái điều thứ hai nữa là khi mà dắt khách đi tới vị trí này á thì người ta sẽ biết được tới cái chợ nổi ngã bảy. Thì ông bà mình ngày xưa á là có một cái câu nói là nhất là cận thị, nhị là cận giang, một là sinh sống ở những thành phố lớn, hai là sinh sống cặp ở những dòng sông. Và khi bảy cái con kinh này mà đào xong rồi đó thì người dân á người ta mới di chuyển ra những cái con sông này là cận giang để người ta sinh sống. Và cái việc chính của người ta là vận chuyển hàng hóa từ trong những cái nhà vườn người ta ra đây để buôn bán, giống như là mình đi trên cái tàu này thì mình muốn ghé vô rồi mình muốn đi ra thì nó cũng rất là khó. Cho nên đó là khi mà nắm bắt như vậy á thì có một số nhà vườn á người ta lấy nông sản của mình người ta ra giữa sông luôn rồi người ta bán để chiếc tàu mình dừng lại cho tiện, mua cho nó tiện. Cho nên là lâu dần như vậy đã tạo nên cái văn hóa chợ nổi của người miền Tây Nam Bộ. Và chợ nổi ngã bảy cũng hình thành bắt đầu từ đó.